Quỳnh Như xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Bóng Đá Hot. Kính chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình điểm qua các nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Báo Pháp, Trung Quốc, Thái Lan, Châu Á, Châu Âu đồng loạt nói về trận hòa của U22 Việt Nam. Cổ động viên Thái Lan sốc nặng vì U22 Việt Nam đã hay thế. Huấn luyện viên Thái Lan cũng thừa nhận thế. Kính thưa quý vị, dẫu phải chia điểm trước U22 Thái Lan tại lượt đấu cuối cùng vòng bảng SEA Games 32 vào tối 11 tháng 5, nhưng cổ động viên Thái Lan và báo chí khắp Đông Nam Á vẫn dành những lời tưởng thưởng tán dương cho huấn luyện viên Philip Chuzer và U22 Việt Nam. Trên trang Twitter chính thức của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, người hâm mộ đội bóng có biệt danh là voi chiến tỏ ra vô cùng sốc vì U22 Việt Nam đã hay thế. Tờ thairat đã đánh giá rất cao về sự tiến bộ của đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philip Chuzer. Tờ này viết, U22 Việt Nam đã có nhiều tiến bộ, họ có những cầu thủ rất tài năng và huấn luyện viên người Pháp Philippe Chuzer đã xây dựng nên một lối chơi tấn công hoa mỹ đẹp mắt. U22 Thái Lan đã phải rất vất vả để có được trận hòa trước U22 Việt Nam. Chúng tôi, những người hâm mộ bóng đá Thái Lan, luôn dành sự tôn trọng cho các bạn. Chúc các bạn sẽ gặt hái được những thành công trong chặng đường sắp tới. Người hâm mộ Wirathep Bomphan thì nhận định rằng, chúng ta chơi thật tồi tệ, Việt Nam khá nguy hiểm ở các pha phản công họ đã có những tình huống có thể làm thoát tim người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Nếu như những tình huống đó dẫn đến bàn thắng, thì có lẽ thầy trò huấn luyện viên Isara Sritaro sẽ phải ngậm ngùi khi kết thúc trận đấu. Cổ động viên Chalo Em Chai thì viết, Việt Nam là đối thủ khá mạnh mẽ, họ chơi phong cách giống Hàn Quốc. Hôm nay U22 Thái Lan đã gặp may, không dễ để chia điểm với Việt Nam. Các bạn là đội bóng rất phát triển. Hẹn gặp lại các bạn ở trận chung kết và ở các giải đấu gần nhất. Cổ động viên The Country Chip thì viết Chúc mừng U22 Thái Lan, chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Philip Chua Các bạn đã làm rất tốt, không sao cả, Việt Nam cố lên. Sau trận đấu, huấn luyện viên U22 Thái Lan Isara Sritaro cũng phải ngả mũ khi thừa nhận rằng U22 Việt Nam đã có một trận đấu hay và tôi phải thừa nhận rằng huấn luyện viên Philip Chua rất giỏi. Ông ấy đã tạo ra một U22 Việt Nam có phong cách chơi bóng như Nhật Bản, Hàn Quốc vậy. Họ có những cầu thủ nhanh, khéo léo, phối hợp và phòng thủ tốt. U22 Việt Nam là đội bóng chất lượng cao, đó là một đội bóng tốt, minh chứng là việc tối nay chúng tôi đã rất vất vả mới cầm hòa trước họ. Trên mạng xã hội của bóng đá Đông Nam Á thì nhiều cổ động viên đến từ Thái Lan, Malaysia cũng bày tỏ sự ủng hộ với Việt Nam. Một cổ động viên Thái Lan bày tỏ: Việt Nam đã có một trận đấu tuyệt vời trước Thái Lan, một màn trình diễn đáng tự hào của Việt Nam trước đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Các bạn đã chơi tốt, nỗ lực lên Việt Nam. Một cổ động viên người Malaysia thì chia sẻ: U22 Việt Nam đã phải chia điểm trước Thái Lan, nhưng tôi vẫn ủng hộ các bạn. Dù sao hãy ngẩng cao đầu nhé Việt Nam. Một trận đấu tốt của Việt Nam, Malaysia luôn ủng hộ Việt Nam. Cố lên Việt Nam! Tờ báo tiếng Thái Siam Sport News cũng khen ngợi đội tuyển U22 Việt Nam là tập thể có kỷ luật, chiến thuật trên sân và nhất là tinh thần thi đấu quả cảm. Việt Nam là một trong những đội tiến bộ nhất Đông Nam Á, dù không có cầu thủ nào chơi ở các giải đấu lớn. Với sự tiến bộ đó, U22 Việt Nam đã khiến cho Thái Lan phải rất chật vật để có một trận hòa. Chúc các bạn những điều tốt nhất. Báo chí Indonesia đã gọi Việt Nam là niềm tự hào của Đông Nam Á. Tờ CNN Sport của Indonesia cho rằng: U22 Việt Nam đã thi đấu đầy ấn tượng trước chú voi chiến. Dù phải chia điểm, nhưng Việt Nam vẫn là niềm tự hào của Đông Nam Á trong mắt tất cả mọi người. gửi những lời chúc từ Indonesia, chúng tôi luôn ủng hộ Việt Nam. Những trang báo Trung Quốc cũng ấn tượng với màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Philip Dư. Tờ 163 giật tiêu đề: Việt Nam có trận hòa quả cảm và thế giới thấy cách các bạn chiến đấu. Tôi yêu tinh thần của các cầu thủ Việt Nam. Họ luôn mang trong mình tinh thần chiến binh số 1 tại khu vực Đông Nam Á. Rồng vàng đã khiến cho những chú voi chiến đổ mồ hôi hột. Trong khi đó, báo Pháp cũng hết lời động viên huấn luyện viên Philip chưa Dơ sau trận hòa trước U22 Thái Lan trên sân vận động Prince, Campuchia tối ngày 11 tháng 5. Tờ báo Pháp đã khâm phục tinh thần chiến đấu không từ bỏ ở bất cứ hoàn cảnh nào của thầy trò huấn luyện viên Philip chưa dừng. Tờ Le Monde de Sport của Pháp viết Xứng danh nhà vua Đông Nam Á, đội tuyển U22 Việt Nam chiến đấu quả cảm, tuyệt vời ý chí tuyển Việt Nam. U22 Thái Lan đã chơi với 200% sức lực mới có nổi trận hòa trước rồng vàng. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF đã dành nhiều lời khen ngợi cho màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Philip Chưa Dư sau trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Thái Lan ở SEA Games 32 kết thúc. Bình luận về trận hòa của đội tuyển U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan, trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á có bài viết Đội bóng trên giải đất hình chữ S đã khiến cho voi chiến phải đối mặt muôn vàn khó khăn. Thầy trò huấn luyện viên Philip Chưa Dư đã trình diễn lối đá tấn công đẳng cấp thế giới. Thật tiếc cho các bạn khi phải chia điểm với Thái Lan hãy mạnh mẽ lên và tiến bước về phía trước, các chiến binh sao vàng. Trong khi đó, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC lại ấn tượng bởi điểm tựa phòng ngự của các cầu thủ Việt Nam. Trang chủ AFC có đoạn viết, U22 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philip Chuzer chơi bóng một cách thanh thoát và đầy nguy hiểm. Họ đã không ít lần khiến cho khung thành của U22 Thái Lan trao đảo. Hàng phòng ngự của U22 Việt Nam như một thành trì rất khó để xuyên thủng. Cuộc đọ sức giữa hai gã khổng lồ bóng đá Đông Nam Á đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu tuyệt hay. Những lời tán dương và động viên trên trang chủ AFC và AFF là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Philip Chuzer ở SEA Games 32 lần này. Chặng đường dài vẫn còn ở phía trước. Rất nhiều mục tiêu đang cần U22 Việt Nam chinh phục. Chúc cho huấn luyện viên Philip Chuzer và U22 Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành công trong những trận tiếp theo tại SEA Games 32 và ở những giải đấu sắp tới. Chứng kiến màn trình diễn quá đối tuyệt vời của đoàn quân huấn luyện viên Philip Jazeera, huấn luyện viên sắc ngả mũ trước tinh thần chiến đấu của U22 Việt Nam. Dẫu phải chia điểm trước U22 Thái Lan ở lượt đấu cuối vòng loại SEA Games 32, nhưng các chiến binh sao vàng đã để lại ấn tượng đẹp về một đội bóng kiên cường không biết sợ trước bất cứ đối thủ nào trong lòng người hâm mộ bóng đá toàn châu Á. Rất nhiều người nói về màn trình diễn của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan bằng hai chữ là quả cảm. Nhưng thực sự để nói về hai từ ấy là không đủ. Chúng ta chỉ có thể nói họ thực sự xuất sắc. U22 Việt Nam đã chơi rất hay, một cách khách quan, chứ không phải lời khen ngợi dựa trên những bất lợi mà thầy trò huấn luyện viên Philip chưa giờ phải chấp nhận khi bước vào lượt trận cuối cùng này. Đó là sự xuất sắc đến từ đội bóng có phẩm chất mà còn chinh phục hoàn toàn trái tim tất cả người hâm mộ. Dưới góc nhìn của mình, huấn luyện viên Kiati sắc cho rằng, sau trận đấu này, U22 Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa dưới bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Philip chưa giờ. Thái Lan cần học hỏi nhiều điều từ các cầu thủ trẻ U22 Việt Nam để phát triển hơn trong tương lai. Huấn luyện viên Indonesia tự tin đối thủ phải chọn chúng tôi ở bán kết. Không nằm ngoài dự đoán, dù ra sân với đội hình không phải là mạnh nhất, U22 Indonesia vẫn giành chiến thắng 2-1 trước Campuchia vào tối ngày 10 tháng 5. Qua đó vào bán kết với ngôi nhất bảng A, cùng thành tích toàn thắng cả 4 trận và chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn. Sau trận thắng Campuchia, khi được hỏi về việc U22 Indonesia muốn gặp U22 Việt Nam hay U22 Thái Lan ở vòng bán kết, huấn luyện viên Indra Jafri thẳng thắn cho biết Chúng tôi không muốn chọn đối thủ. Chính U22 Việt Nam và U22 Thái Lan mới là những người phải chọn gặp chúng tôi hay U22 Myanmar. Trong khi đó, cầu thủ Beckham của U22 Indonesia nói U22 Indonesia vào bán kết và đây là kết quả tuyệt vời. Toàn đội chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới. Tôi chơi tốt bởi được huấn luyện viên tin tưởng. Tôi muốn cống hiến tất cả những gì mình có trong mọi trận đấu của U22 Indonesia. Tại bảng B, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan gặp nhau vào tối 11 tháng 5. Đội giành vị trí đầu bảng sẽ gặp Myanmar ở bảng A, còn đội nhì bảng gặp Indonesia ở bán kết. Nói về việc Indonesia chơi tốt ở SEA Games, huấn luyện viên Indra Jafri nhấn mạnh. Chúng tôi tập trung chuẩn bị cho SEA Games 32 khá muộn, bởi trong 20 cầu thủ có người chơi bóng ở nước ngoài. Tôi xoay tua đội hình trong các trận đấu và cuối cùng tìm được những nhân tố tốt nhất cho những trận tiếp theo. Cả 20 cầu thủ đều được ra sân chơi bóng. Chúng tôi nhìn ra sự tiến bộ và chọn được những người tốt nhất cho vòng bán kết. Ban huấn luyện đội bóng xứ vạn đảo cũng nhiều khả năng sẽ đến xem trận tâm điểm của bảng B, nơi U22 Thái Lan và U22 Việt Nam so tài tối 11 tháng 5 để tìm ra đối thủ ở bán kết. U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu sau 3 trận toàn thắng. Thầy trò huấn luyện viên Philip Chuzer đang tạm đứng nghỉ do thua về hiệu số bàn thắng bại là dương 5 so với dương 7. Trong khi đó U22 Campuchia kết thúc SEA Games 32 ở vị trí thứ 3 bảng A với một trận thắng, một trận hòa và hai trận thua. Trận thắng duy nhất của chủ nhà diễn ra trước Timor Leste, đội yếu nhất bảng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất video trên kênh Bóng Đá Hot. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.